cảm ơn các bạn thân yêu. Lời của Chúa phán với chúng ta trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 32 rằng: khi ta đã được treo lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Chương trình cứu rỗi của Chúa đã hoàn tất trên mọi đời sống của chúng ta rồi. Vấn đề của chúng ta là hãy đến với Ngài, hãy chạy đến với Ngài để nhận lấy sự sống từ nơi chính mình Ngài. Thì giờ này sẽ có một con cái của Chúa sẽ tung lên một bài hát với tựa đề là Đến Với Giê-xu. Xin kính mời cô chú bạn. Chúa của chúng ta là hàng đầu và Chúa của chúng ta luôn luôn là hàng đầu.